Cô giáo ấy tên Hồ Thị Ca, 28 tuổi, giáo viên phụ trách điểm trường Tắc Lẻ, thuộc trường mẫu giáo xã Trà Len. Đây là điểm trường heo hút nhất, nằm tách biệt giữa núi rừng. Không tường rào, không bảng hiệu, cũng chẳng có điện lưới, sóng điện thoại hay internet. Trường học hoang sơ như nguyên thủy. Hàng ngày ở đó, cô giáo trẻ vẫn miệt mài lên lớp dạy trẻ học chữ, nuôi lớn hành trình thoát tăm tối để người ca dong bước ra khỏi đại ngàn. Con đường từ xã Trà Len ngược lên điểm trường Tắc Lẻ dài chỉ 5 cây số, nhưng phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ qua những vách núi dựng đứng. Đường lên nóc không thể đi bằng xe máy mà chỉ có thể đi bộ. Sau tôi đi từ điểm trường xã là còn phải cõng đồ cho học sinh, là đi bộ từ đó, nếu mà đi nhanh cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Phải có đồ học sinh ăn uống thì cũng có một phần học sinh ở lại nữa. Đi phải tranh thủ, vì chiều chủ nhật là phụ huynh xuống gửi cho học sinh rồi, nên tôi phải tranh thủ lên trong chiều chủ nhật. Do nhà quá xa nên có 10 em được cô giáo giữ lại trường. Hàng ngày cô Ca vừa là cô giáo dạy chữ, dạy múa hát, vừa lo ăn uống, tắm giặt, vỗ về các cháu nhỏ. Để có thêm dinh dưỡng cho trẻ, cô Ca còn trích lương của mình vận động thêm các mạnh thường quân gửi đồ ăn lên để có thêm các khoản giữ trẻ ở lại lớp. Dạ, như thế này thì lúc tôi đi là con có 2 đứa nhỏ, đứa 5 tuổi và lại đứa 3 tuổi. Khi đi thì chồng phải giữ con ở nhà nên bản thân tôi thì phải, mặc dù khó khăn về gia đình nhưng vẫn cố gắng thuyết phục khó khăn đó để giúp cho mấy đứa cháu ở trên đây biết chữ này, biết đọc này. Tôi phải khắc phục cái đó. Đối với giáo viên dạy học ở một nơi được mệnh danh là đỉnh trời như Tắc Lẻ thì chỉ có tình yêu thương trẻ, lòng yêu nghề và tinh thần dám dấn thân như cô giáo Hồ Thị Ca mới có thể kiên trì bám trường, bám lớp.